Điều này chào mấy bác nhá. Mấy bác muốn xài một con máy mà 10 năm không hỏng. Em cam kết với mấy bác là em có. Và những con Echo mà nòng 36 ly đổ lên giá rất là chát nha mấy bác nha. Thì đây em có một con giá nó vừa phải, giá bình dân. Đấy, giá bình dân. Và cái dòng Echo là hồi giờ nó xài ghê thiệt sự. Những anh mà đã từng xài Echo là tự hiểu. Nếu như bít tông của nó đạt đến 36 ly á, thì nó mạnh đến khoảng bằng những con máy 37, 38 luôn. Mà đặc biệt đây là một con Echo Kirik. Em bán giá rất là hữu nghị thôi. Đây, 311. Đấy. Bình thường là con này bên em ra đến giá 1 triệu 7, triệu 8 rồi mấy bác nha. Đó là nói thiệt sự. Và em bao mấy bác là máy ring. Thì con này nó hơi xấu phần này một chút. Hơi xấu một chút nha. Em bán cho mấy bác đúng giá 1 triệu 6 thôi. Bao ship tận nhà đúng giá 1,6 triệu nha mấy bác, đừng có mấy bác kiếm không ra được giá đó đâu, thiệt sự là không thể có giá đó, thiệt sự sẽ không có giá đó. Thì em bán cho mấy bác giá 1,6 triệu bao ship tận nhà, made in Japan, đẹp lắm nha. Chẳng qua là đây cái lớp sơn lót của nó ấy, bọn em xịt cho nó sạch sẽ thì nó bong chóc, đó chuyện bình thường. Chỉ một cái này mà bớt mất 200.000 thì mấy bác nghĩ nó đâu có đáng đâu. Echo 311 dưới đây đẹp luôn này, thấy chưa? Ăn thua gì đâu. 311 bê tông 36 ly nha, đẹp lắm nha, made in Japan. Còn phần trên này nó không quan trọng, máy cắt cỏ chứ đâu phải là cái gì mà nó trưng bày trong nhà đâu mà nó quan trọng. Hơi này. Mấy bác nghe hơi. Hơi như múa lân thấy không? Hả? Rồi em nổ lên cho mấy bác nghe này. Lừ ra này ghê lắm. Các bác thấy cái độ cái máy ghê chưa? Tiền nào của nấy nó giặt cái chân trống nha, nó giặt ra cạch cạch nè. Đấy. Con máy khỏi chê luôn. Chế kênh hình, chế rin của nó luôn, bán 1,6 triệu thôi. Quá rẻ luôn. Cần dài nha. Con này là ống cần 26. Cần dài nha. Ti 7 khía, đầu bò chết bắt là nguyên rin từ A đến Z. Cân hình. Mấy bác thấy chưa? Dạ quá hữu nghị. Hả? Hơi giật nhẹ cái nổ này. Hả? Bao vậy luôn. Đây. Giá quá không ấy. Nói là để bán nha mấy bác nha. Mấy bác cứ đi kiếm mấy kênh khác đi. Đủ mấy kênh khác nó bán thôi. Giá nó chắc bà cố luôn. Thiệt sự luôn. Mà họ không có Echo này để họ bán đâu. Nói thiệt luôn. Nhiều khi mấy bác không tin lời em thì mấy bác cứ vô những kênh khác. Mấy bác hỏi xem có Echo 311 họ bán cho mấy bác không. Mấy bác biết. Chứ không cần phải nói đến em làm gì cho nó mệt hết á. Mà giá nó cũng không có rẻ đâu. Thiệt sự. Hoặc là nó như thế nào đó, họ bán như thế nào thôi. Chứ còn bên em thì giá vậy quá ok luôn. Mấy bác về xài những con này 10 năm không bao giờ hỏng. Nếu như mấy bác biết dùng, mấy bác biết dùng thì những con Echo này xài 10 năm không bao giờ hỏng được con máy ấy. Thiệt sự. Đấy, bao xài luôn. 1,6 triệu bao ship nha mấy bác nha. Nói nốt để mấy bác nghe cho kỹ càng. Yên tâm em bao xài cho. Và hơi nó thì con này miễn ban mấy bác nghĩ. Piston đặt keng luôn. Mấy bác về mở piston coi thoải mái. Thôi. Hả? Nên là em có sợ. Còn máy người ta nổ cỡ này mấy bác biết là máy nó còn cỡ nào nữa. Gần như không có giá ra đâu. Chẳng qua ưng bán cho nó bớt lô hàng đi. Chứ
còn mấy bác cứ đi mua thoải mái những chỗ khác. Nói thiệt sự tiền nào thì của này, những con này nó quá đẳng cấp rồi. Giá vậy quá dễ chơi rồi. Giá vậy là nên mua. Đấy, giá hữu nghị. Rồi ok mấy bác nha, 1,6 triệu thôi. Cho nó bong chóc chỗ này nè, giảm đi mất 200.000. Rồi ok mấy bác.